sao kỳ vậy? Vâng, à, xin cảm ơn rất nhiều. À, và kính thưa quý vị đồng hương, hello anh em nha. Sinh nhật lần đầu tiên của bé Gia Khang ngày hôm nay. Chúc mẹ. Sự họp mặt của tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng chia sẻ niềm vui với gia đình của anh Quý và chị Đâu ngày hôm nay. Và tình cảm của tất cả quý vị thật sự là đáng trân trọng, và gia đình gửi những lời cảm ơn đến quý vị rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả anh chị em cũng đã giao lưu mỗi người một ca khúc để cùng với công ty tổ chức sự kiện Ngọc Quý ngày hôm nay mang một không khí sinh động hơn trong chương trình buổi tiệc sinh nhật của bé Gia Khang. Và sau đây người Nhân cũng trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị tiếng hát tiếp theo, đó chính là nam MC ca sĩ Phú Quý. Kêu nó đừng có nói xàm nha. Như dặn nó, Như dặn nó đừng có nói xàm, dặn nó đừng có nói xàm. Ê, cảm ơn em đó, đó. Cảm ơn Quỳnh Như. Đó, đó, thấy chưa? Trời ơi. Giới thiệu ca sĩ không muốn lên luôn. Ừ, MC mày nói xạo không? Sao mình Quỳnh Như được anh Quý mời đến đây để tham dự trong buổi tiệc mừng sinh nhật của cháu. Trước tiên thì xin chúc cho cháu một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Mong anh trông lớn cũng như là sẽ được chúc cho gia đình của anh Quý chúng ta sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một buổi tiệc thật vui tươi và trở nên hạnh phúc. Và tiếp theo thì xin góp vui đến tất cả quý vị. Hello anh trai ban nhạc Lê Nguyễn. Cả nhà thương nhau, cả nhà thương nhau. Cả nhà thương nhau. Cả nhà thương nhau. Một ca khúc rất là hợp cho buổi tối ngày hôm nay. Ta có một sáng tác của nhạc sĩ Sợ Lồn, cả nhà thương nhau. Ôi ôi, con đẩy bóng nó lên rồi kìa. Em hát dở lắm nha mấy anh chị em, cái gì thông cảm. Con xin ba tấm thiệp chắc thôi. Quay mắt đỏ lắm quý à. Rồi khi đông xa